Attack on Titan, nơi những người đàn ông cao hơn 8m bắt đầu cởi chuồng và đấm nhau trên màn ảnh, để rồi kết thúc mãn nhãn với việc tiếp tục cởi chuồng đấm nhau bonus chà đạp những người lùn hơn mình. Với cốt truyện đỉnh cao, plot twist, ý nghĩa nhân văn, nhân vật đa dạng và quốc trưởng. Sau 9 năm, AOT vẫn có cho mình một lượng fan ruột xem đấm nhau trần chuồng cực lớn. Nhưng liệu anh em đã biết tất cả mọi thứ về Eren và những người bạn hay chưa? Hôm nay, mời anh em cùng Bì Huỳnh tìm hiểu về những điều có thể bạn chưa bao giờ biết về Attack on Titan. Đầu tiên, giấc mơ của Eren xuất hiện ngay trong những phân cảnh đầu tiên, mà chính xác thì nó nằm ở tập 1. Khi Eren thả mình trên cánh đồng bạt ngàn gió lộng, hoa đẹp, bướm bay tung tăng cực kỳ thơ mộng, thì cậu lại thấy hàng loạt những hình ảnh kinh dị, kỳ lạ khiến Eren thức giấc. Tất cả sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải toàn bộ những hình ảnh ấy đều báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy đến trong tương lai. Xem chậm lại, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện khung cảnh Titan hộ pháp đâm thủng tường thành, hay nụ cười của con Titan ăn mẹ Eren và đống xác chết của đội trinh sát cũng như vô số hình ảnh khác. Điều này có thể coi như là báo hiệu của việc cuộc chiến giữa người dân trên đảo và Titan sắp bắt đầu, hay xa hơn là năng lực nhìn thấy quá khứ và tương lai kỳ lạ của các đời Titan tiến công. Chi tiết thứ hai, Reiner, Berthop là Titan. Có thể nói ở thời điểm hiện tại thì việc hai thanh niên này là Titan hộ pháp và thiết giáp chẳng còn cái gì là bất ngờ với anh em viewer AOT nữa. Ngược lại, có khi phân đoạn xuất hiện của họ còn trở thành cái gì đó vô cùng tấu hài. Nhưng quay trở lại quá khứ, khi hai thanh niên còn là học viên cùng học viện về Eren, thì đây là chi tiết có thể nói là một plot twist thật sự rất lớn đối với người xem. Hơn nữa, làm sao mà người ta có thể bỏ qua cái bộ mặt tỉnh bơ của chàng Reiner khi nói với Eren rằng "Tao là thiết giáp, còn thằng này là đại hình" kia chứ. Ấy thế nên, thứ mà ta thật sự để ý lại không phải là cái plot twist kia, mà là những gì đã xảy ra trước đó. Này nhá, đầu tiên lúc Eren ở cùng Reiner và Berthop tại học viện, cậu đã có một cuộc nói chuyện về Titan thiết giáp tại canteen. Bây giờ thì anh chàng Reiner aka Titan thiết giáp đang ngồi quay về phía sau và có một cú liếc mắt rất sang. Mãi đến sau này thì người xem mới hiểu ý nghĩa của cái liếc mắt ấy. Còn ban đầu thì ai cũng nghĩ rằng anh có thù với Titan thiết giáp như Eren. Tiếp theo, một chi tiết còn lồ lộ hơn mà có khi anh em nào nhanh mắt đã có thể nhìn thấy và thắc mắc rồi, nhưng vì nằm trong một phân đoạn chiến đấu đầy hấp dẫn nên không mấy người chú ý tới. Nào, nhìn vào bức ảnh sau đây, anh em thấy gì? Đúng rồi đấy, thứ chúng ta cần chú ý là hành động này. Anh em thấy cái tư thế của anh chàng Berthop quen thuộc không? Không đâu khác, đây chính là cái tư thế sẵn sàng hóa hình Titan, hay có thể nói nếu tình hình không được giải vây trong cuộc chiến trên tháp thì có lẽ chúng ta đã được chứng kiến cô nàng Historia nổ chết ngay từ trước season 3 rồi. Và đương nhiên, câu chuyện sẽ phải rẽ nhánh đi sang hướng khác. Sự thật thứ ba, Historia là nữ hoàng. Tương tự như hai chú hề ở trên, thì việc Historia sau này được xác nhận là hoàng tộc và trở thành nữ hoàng cũng đã từng là một plot twist không hề nhỏ. Trước đó đã có không ít lần chi tiết này cho thấy Historia không đơn giản là một cô gái thôn quê nhỏ đã xuất hiện, như tính cách thanh lịch, tốt bụng khi ứng xử với đồng đội, hay phong thái hoàng tộc đĩnh đạc lúc ra trận, cưỡi ngựa, dùng kiếm. Ấy thế nhưng có lẽ đến cuối cùng thì những chi tiết nhỏ này cũng không quá rõ ràng và quan trọng. Mình chỉ nhắc lại với anh em để chắc chắn cho anh em thấy rằng trong Attack on Titan thì hầu như mọi chi tiết đều có ý nghĩa gợi ý cho chúng ta dù chỉ là nhỏ nhất. Sự thật thứ tư, sự tồn tại của Malay. Sau nhiều màn drama trong và ngoài bức tường, sự thật về Malay cũng được tiết lộ với những thứ còn drama hơn trên đảo Paradise. Thế nhưng, nhà làm phim đã bí mật cài cắm các quả trứng phục sinh, những sự thật này ngay từ các phần mở đầu phim. Vậy mà không có bất kỳ ai nhận ra điều đó. Cụ thể, ở hồi 1 anime, ngoài dòng chữ tiêu đề và số 01 to trình hình giữa màn hình, thì nếu để ý kỹ, anh em sẽ thấy những vết ngoạch ngoạc phía rìa màn hình. Nó thể hiện cho vùng đất bên ngoài hòn đảo. Đây là chi tiết được cài cắm đến 90% người xem đã bỏ lỡ, cho đến sau này những nút thắt mới được cởi mở, đồng thời soi lại nó mới có thể phát hiện ra. Tiếp đến, bức ảnh của Grisa.
Bức ảnh dưới tầng hầm nhà Eren đã tạo nên bước ngoặt cho các sự kiện sau này cũng như tiết lộ về bí mật thế giới, về những con Titan và cả về sự mất dạy của đám người Malay khi liên tục khủng bố đảo Paradis bằng cách thả những con Titan tràn vào ép người dân Eldia vào đường cung. Họ phải phòng thủ bằng những vũ khí thô sơ như kiếm thay vì bom đạn. Nhờ có bức ảnh này, hầu hết người xem đều nhận ra một điều rằng công nghệ đã tồn tại và phát triển bên ngoài hòn đảo. Cũng vì thế, Grisha mới có thể dùng máy ảnh chụp một bức ảnh gia đình như vậy. Và tất nhiên, dựa vào dữ kiện đó, chúng ta dễ dàng đoán ra được khoảng thời gian trong Attack on Titan rơi vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 19 tính theo thế giới thực, cũng tức là thời điểm ra đời của mấy bức ảnh này. Mặt khác, trong phân đoạn cánh tay Grisha cầm kim tiêm, ở đời thực, nó được phát minh vào những năm 50 của thế kỷ 19. Từ đó chúng ta suy luận, thay vì năm 30 thế kỷ 19 thì khoảng thời gian diễn ra AOT được mô phỏng từ rất sớm là khoảng cuối thế kỷ 19. Sự thật thứ 6, Levi và cách uống trà lạ đời. Levi có một phong cách uống trà trông chả giống ai, cầm trà bằng phần thành cốc. Điều này có thể là một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt, thậm chí không có giá trị. Ấy thế nhưng nó lại không nhỏ nhặt một tí nào cả. Thỏa bé, Levi sống dưới thành phố ngầm. Trong một lần sử dụng tiền tiết kiệm để mua cho mình một tách trà, anh đã làm vỡ nó khi sử dụng phần quài tác. Về sau này, tránh điều ấy xảy ra một lần nữa, anh mới có kiểu cách cầm kỳ dị như vậy. Điều này cũng phần nào thể hiện tính cách có phần chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quá khứ, đồng thời nói lên mức độ nhạy cảm từ người đàn ông mạnh nhất nhân loại. Giống như việc anh yêu thích sự sạch sẽ quá mức vậy. Sự thật thứ 7, ý nghĩa những cái tên. Với một bộ anime mà đến cả cách cầm tách trà cũng mang ý nghĩa nào đó, thì cái tên của nhân vật cũng chuất không kém, bởi nó chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý từ tác giả. Điển hình như Erwin, tên lão chỉ huy được đặt tên dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là thống chế Erwin Rommel của Đức Cúc Xã. Ông là một trong những vị thống chế lừng danh nhất của nước Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một trong những bậc thầy vĩ đại về mưu mẹo trong chiến tranh, mang theo lòng quả cảm, thượng võ nhất, được cả đồng minh lẫn đối thủ kính trọng. Kế đến là Mikasa, được đặt tên dựa trên một chiến hạm chiến đấu của Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai. Tác giả của bộ truyện Hajime khi trả lời cho rằng việc đặt tên nhân vật nữ chính của ông theo một vũ khí chiến tranh sẽ mang lại may mắn cho cả bộ truyện. Ừ thì có vẻ nó đúng là thật, đúng với cả anime luôn. Tiếp theo, thành phố trong tường thành là một điểm nữa cho thấy sự yêu thích từ tác giả đối với Đức Cúc Xã. Không chỉ có rất nhiều nhân vật lấy ý tưởng từ Hitler cùng những người bạn, đến cái thành phố bên trong bức tường thành, từ kiến trúc đến cách bày bố đều được ông lấy ý tưởng từ một thành phố có thật ngoài đời, mang tên Nördlingen. Tuy nhiên, chi tiết này khá nhỏ và phải anh em nào đam mê lịch sử lắm, hiểu rõ lắm thì mới để ý đến. Sự thật kế cuối, quân đoàn của Grisha. Khi Grisha bị sư tử ở đoạn flashback cuối phần 3, ông cùng những người đồng chí của mình đã bị biến thành Titan và bị đá đến đảo Paradis. Theo đó, họ không ai khác ngoài những Titan đã xuất hiện ở Season 1. Chúng chính là đám mà nhóm Eren đối đầu ngay sau khi tốt nghiệp, thậm chí trong đó còn dễ dàng nhìn thấy một Titan, chính xác là con đã nuốt chửng Eren. Sự thật cuối cùng cũng là chi tiết xuất hiện cực sớm nhưng vô cùng quan trọng, đó chính là sức mạnh của Titan tiến công do Eren nắm giữ. Trong những tập đầu tiên, hay chính xác hơn là trong đoạn huấn luyện quân sự, khi Eren học cách sử dụng bộ lập thể, cậu đã bị ngã và đập đầu xuống đất. Sau đó khi được băng bó, một làn khói đã bốc lên từ đầu cậu mà lúc bấy giờ chắc chắn chúng ta vẫn chẳng biết cái khói ấy đến từ đâu. Tất nhiên, về sau anh em mới có thể biết đây chính là khả năng hồi phục từ sức mạnh Titan bộc phát như bao Titan khác. Ok, vừa rồi là 10 chi tiết trong Attack on Titan mà có thể anh em chưa biết. Anh em thấy sao? Có còn thiếu chi tiết nào nữa hay không? Hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!